Hi. Chào tất cả mọi người. Hôm nay Trọng Thơ đang đứng trên trục đường có lộ giới là 18m. Và đường này gọi là đường 40 nha cả nhà. Tại trung tâm thị xã Trân Thành thì trục đường này là trục đường sầm uất nhất và đang được nhiều công nhân cũng như là người dân ở các nơi về đây lao động và sinh sống ở khu vực này. Khu vực này về phát triển dân cư rất là mạnh. Cách đây 2 năm trước chỉ là những cái bãi đất trống thôi. Và bây giờ thì tất cả những cái tiện ích như là cả nhà thấy đây, những cái dãy kiosk này, tạp hóa này, tiệm thuốc tây và những quán nhậu đã xuất hiện ở khu vực này và chứng tỏ rằng đây là một khu vực cực kỳ phát triển. Và ngay ngày hôm nay thì có 2 sản phẩm đặc biệt đẹp và giá rẻ hơn thị trường 200 triệu. Thì Trọng Thơ xin mời cả nhà chúng ta cùng xem vị trí đất mà Trọng Thơ muốn giới thiệu toàn thể cả nhà nhé. Vị trí đất mà chúng ta nằm ngay đây ạ. Với diện tích là ngang 5 sâu 45 nha cả nhà. Với diện tích ngang 5 sâu 45 và có 100 mét thổ cư rồi. Chúng ta có thể xây nhà trọ này, nhà cho thuê này, xây nhà để ở. Và đặc biệt là cách vị trí mà chúng ta đang đứng đây, cái vị trí đất là có một công ty nhé. Đấy, một công ty nhà xưởng và tiếp theo là những công ty đang được mở ở trên cái trục đường này. Chúng ta có thể xây dựng buôn bán kinh doanh được ngay. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta rẽ theo đường này thì chúng ta đi vào khu công nghiệp BKMX Trân Thành giai đoạn 1 với tổng diện tích là 311 ha công nghiệp và hiện tại đã có hơn 30 nhà máy hoạt động và người dân cũng như là công nhân lao động tại khu vực này lên tới 16.000 công nhân nha. Với một cái diện tích lớn và đã có thổ cư nằm ở trên mặt tiền đường nhựa và đường này thì chuẩn bị mở rộng nữa cho nên là giá đất của chúng ta sẽ tăng trong thời gian từ 2 đến 3 năm sau, tăng rất là tốt. Và khi khách hàng quan tâm tới những cái vị trí đẹp này liên hệ ngay cho Trọng Thơ khi giá còn rất rẻ, bán thấp hơn thị trường 200 triệu. Nhanh tay liên hệ để được Trọng Thơ tư vấn và hỗ trợ đi xem đất ngay ngày hôm nay hoặc là trong thời gian ngắn nhất nha. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.